Hello, xin chào cô chú, anh chị và toàn thể các bạn. Chiều hôm nay mình đi thả lưới ngoài đồng nha các bạn. Đi với mấy anh em đây, mình review cảnh đồng ruộng qua tôi bạn xem. Chiều hôm nay trời gió quá, trời mưa liên tục nha các bạn, mình không đi núi được. Mình đi cảnh đồng ruộng các bạn ơi. Giờ mình đi trải nghiệm thả lưới rô ngoài đồng nha các bạn. Đang đánh lưới với em nha các bạn. Đi với anh Tàu các bạn ơi. Trời ngoài đồng gió quá các bạn. Đánh lưới một bữa đi đùng 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 các bạn. Trời ngoài đồng gió quá các bạn ơi. Trời cũng mưa các bạn. Để đánh tiếp 82 nha các bạn. Đồng đây mới cây nha bạn, đồng đây mới cây. Mấy anh em đang nướng ngoài đồng. Đây là phơ nha bạn. Chào các bạn, giờ mình đang dỡ lưới nha các bạn. Mình ra review mình lậu đây các bạn ơi, nước các bạn. Đi dỡ sập uống nước quá. Đây mấy anh em đang dỡ lưới nha các bạn. Đang thăm tấm lưới đây các bạn ơi. Ngoài đồng gió quá gió, các bạn thông cảm nha. Kéo đồng ít chín các bạn, mới dỡ đường tắm ra được mấy con các bạn ơi. Ồ, xảy ra rô các bạn. Đâu giữa coi to luôn trên lại nè các bạn, nó phải liên hệ đây cái đầu khuya nha bạn, lớn của các bạn. Kéo nha bạn, được con kéo đâu phi nữa bạn ơi. Chào bạn, đang Thành đang trong sóng đi gọi lưới nha bạn. Lậu mệt quá các bạn ơi, kêu nó Thành lấy sóng đi các bạn ơi. Đây bạn đang đi sóng nha bạn.
bơm nước cá trâu các bạn ơi. Đây đây, bỏ sống này, bỏ sống này. Đồ chính con cá lóc các bạn ơi. Gỡ từ từ, gỡ nhanh không, nhà tôi đổ đất hết nước nha cha, anh không mà chuyên gia rồi gỡ cá nhanh lắm. Nè nào. Đồ hay hả? Đây bạn. Cá được cái trống rồi bạn ơi. Chính rồi. Rô cái gì tàu? Phi. Dính cái rô gai nha bạn. Cái rô đông các bạn ơi, cái rô gai bạn. Đây bạn. Cua quá, cua hư lứa các bạn ơi. Cua quá, cua bạn ơi. Trời đã không mưa nha bạn, sáng giờ mưa quá mưa các bạn ơi. Tối nay giờ coi nước xuống rồi dở đục lắm bạn. Dính cái rô nè bạn ơi. Hai con luôn. Ừ. Ô. Kế bạn cái rô phi nhỏ các bạn. Nhỏ quá các bạn ơi, phóng sinh. Chính cá nè bạn ơi. Đây bạn. Ồ, tắm mới đóng gờ chứ. Rùa gai các bạn ơi. Trời gió quá bạn ơi. Trời nó chắc có, cũng có lẽ muốn mưa nữa rồi. Đây cá lóc nha bạn. Đây mấy anh em đang bắt cá bỏ quay rồi bạn ơi. Đang giờ lưới nha bạn. Đây đi em bóng với tàu bạn ơi. Con em. Ồ, chính đi rồi các bạn ơi. Thank you.
trời mưa gió quá mình không đi lên đường rẫy mình làm được, mình làm cảnh đồng ruộng qua tôi nha bạn. Mới được bè dính liếu mà sao bây giờ nó bớt lại không? Ồ, dính rồi bạn ơi. Cứ từ từ bình tĩnh thôi. Kéo rau gai nha bạn. Tầm đây lưới mấy em? Bóng? 2,5 hả? Lưới đây 2,5 nha các bạn. Trời nó mưa nữa, tối hết rồi các bạn ơi. Trên cua các bạn. Mấy anh em đang ở đầu dưới các bạn. Bể can mình bán người ta mua đó chứ. Mua giờ nó bung riêu. Ồ, có nữa các bạn ơi. Cái rau gai các bạn. Lưới đây lưới ba mang nha bạn. Trâu hả? Trời nhớ luôn. Ồ, cái nào cẩn các bạn ơi. À, bộ cá dấu ạ. À. Ngon ạ. À. Không nữa, dính nữa các bạn ơi. Ồ, cái rau gai lớn. Còn lớn cơ không? Ồ, bự á. Ngon á. Hàng to. Rồi, nhìn thấy cá dấu luôn không? Dính nữa các bạn.
đồ ké các bạn ơi. Em Hưng đánh một đống ké hơn là cây chung mình bây giờ. Bữa nay chuyển thẻ lưới ké quá ké các bạn. Wow, ké quá là ké các bạn ơi. Đây, con anh Tàu đây. Đó, còn con voi to nha bạn. Bên đây á. Còn con voi to đây. Ké, ké ngon cơ bạn ơi. Chuột có cái sạc này chứ. Chuột có mấy cái sạc này chứ. Cái đầu quy. Anh Thanh đang lùa chị chơi quá nha bạn. Trời tối chiều này không mưa các bạn ơi. Hồi nãy mình đi cùng sống với anh Thanh nha các bạn. Mình đi gỡ lưới. Giờ anh Thanh anh gạn chị quá nha bạn. Đây mấy đứa em để cháu nó thẻ nha các bạn. Các bạn ơi, chiều đây giờ trời nó chuẩn bị mưa nha các bạn. Chắc mình chuẩn bị kết thúc video luôn các bạn ơi. Trời nó muốn mưa các bạn. Hello chào các bạn. Giờ video đến đây mình cũng kết thúc nha các bạn. Trời bắt đầu đang mưa nha các bạn ơi. Chiều nay giờ trời gió quá gió nha các bạn. Các bạn thấy hay đẹp hay cho một like một đăng ký các bạn. Để mình có động lực mình trải nghiệm đồng ruộng vô tôi cho các bạn xem. Thôi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha.